Chào mừng các bác đến với kênh truyền thông của Lạc Việt Audio. Hiện tại kỹ thuật bên em đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông cấp 3 Yên Châu, Sơn La. Đó. Hiện nay bên em đang thi công hệ thống âm thanh phòng họp. Thì cái phòng này là phòng truyền thống của trường. Hiện tại đang thi công nội thất đấy các bác. Đấy, thì bên em đã trong sáng nay đã lắp xong được 6 cái loa âm trần. Đó. Đây, 6 loa âm trần. Đó. Thì hệ thống của bên em gồm có 6 loa âm trần này. Một cục âm ly Asima AX120T 120W. Một bộ mic. Bộ mic này là bộ mic cài đầu các bác nhé. Giống như kiểu tổng đài viên ấy ạ. Thì bộ mic này là Nosan UT43. Đó. Và một bộ mic để bục, để bàn, phát biểu. Đây. Bộ mic này là NX980, cũng của Nosan. Đó. Đây. Thì bộ mic này thì hiện tại là bên em vẫn bên nội thất vẫn đang thi công bàn. Em vẫn chưa có bàn để. Đó. Đây. Cái mic của đây. Đây. Các bác có thể xem. Đó. Còn bộ mic cài áo đấy ạ. À, bộ mic cài đầu ạ. Đây. Vâng, thưa các bác, hiện tại thì bên em đã bàn giao xong thiết bị và lên nhạc. Đó. Cái gì này bên em đang kết nối Bluetooth các bác nhá. Em chỉ muốn chém hết cái này.